Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Mở đầu bản tin hôm nay là tin bão gần Biển Đông, cơn bão số 3, bão Ma-on. Thưa quý vị và các bạn, hồi 19 giờ đêm qua, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 123,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là khoảng từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 23 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là khoảng từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 12. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 và tiếp tục mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 117,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 370 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là khoảng từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 13. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là khoảng từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của bão, từ chiều ngày 23 tháng 8, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Bà con ngư dân hoạt động trên biển, các phương tiện tàu thuyền đi lại trong vùng nguy hiểm, cần hết sức cẩn thận đề phòng, di chuyển ra khỏi khu vực đường đi của bão và tìm nơi tránh trú an toàn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông là cấp 3. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ theo dõi và liên tục cập nhật tình hình trong những bản tin tiếp theo, vì tình hình còn nhiều biến đổi phức tạp và khó lường. Mời quý vị hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để theo dõi.